Xin chào các bạn đã quay lại kênh Suzuki của Shopset 88. Trong video này Shopset 88 tiếp tục làm video so sánh hai dòng xe cực kỳ cao cấp, giá từ 47 triệu đồng cùng giá tiền, nhưng mà cấu hình của hai dòng xe trên nền rất là nhiều. Đó là dòng Jag Goldwell ADV 2020 và dòng Tipster Salon 2.0 đời 2019. Thì hai mẫu xe này đang được Shopset 88 bán sale giảm giá trong tháng 11 là 47 triệu bằng giá nhau, nhưng mà cấu hình thì chênh nhau hoàn toàn. Hôm nay sẽ là một video so sánh hai dòng xe này cho những bạn nào đang đam mê dòng xe, có thể chọn được dòng xe nào yêu thích cũng như là chọn được chiếc xe cao cấp nhất. Bạn nào có nhu cầu mua dòng xe đua thì nhanh tay alo trực tiếp hotline bên em 0933 522 186 để đặt hàng mẫu xe cũng như là nhận được nhiều ưu đãi cực sốc trong tháng 11. Bây giờ em sẽ đi so sánh hai mẫu xe này cho các bạn xem. Đây là hai chiếc xe với cùng giá tiền là 47 triệu đồng. Thì chiếc màu đỏ, đen đỏ là chiếc Tipster Salon 2.0 đời 2019, và chiếc ghi xám là chiếc Jag Goldwell ADV 2020. Nhìn sơ qua thì hai chiếc xe này rất là đẹp, vì giá cực khủng 47 triệu đồng bằng hẳn một con xe máy Leaf đời cao rồi. Thì bây giờ em sẽ so sánh sơ qua về cấu hình của hai xe. Thì về chiếc Tipster Salon 2.0 giá 47 triệu đồng thì khung là carbon, khung xe là carbon, bộ chuyển động là Utega R8000, Utera R8000, full Utega R8000 và củ phanh là đi ẩn. Củ phanh của xe đều đi ẩn. Ghi đông là carbon, cọc yên của xe là carbon và xương cọc yên là carbon. Thì hầu như xe là full carbon, vành cũng là carbon, xăm lốp là Utega R8000. Còn về chiếc Jag Goldwell ADV2 2020 thì khung của xe được làm bằng nhôm. Khung nhôm, bộ chuyển động thì chỉ là 105 full 105 R7000. Full 105 R7000 đời cơ bản nhất. Nhưng mà đặc điểm của chiếc Jag thì nó làm được trên công nghệ, nó là nhôm siêu nhẹ, nó chỉ chênh so với dòng Tipster 1 cân. Còn dòng Tipster thì là full carbon thì nó chỉ là 7 cân 8, còn dòng Jag thì là tầm 9 cân, vì nó làm trên công nghệ nhôm siêu nhẹ. Nhưng chiếc Jag Goldwell này thì cũng chưa là bán chiếc Goldwell ADV2 2018 giá 36 triệu, chiếc này nó cao cấp hơn vì nó full 105 R7000 là 47 triệu đồng. Hai dòng xe này đầu tiên khác nhau về khung, đó là một chiếc là chiếc Jag là khung nhôm, Tipster là khung carbon. Thứ hai đó là dòng Jag thì là dòng Tipster thì ghi đông đúc carbon, còn dòng Jag là ghi đông nhôm. Còn cọc yên của xe thì có bên Tipster vẫn là cọc yên carbon này, cọc yên Jag thì có bên nhôm. Nhưng mà bù lại thì chiếc yên Contech của xe là yên cao cấp, yên chuyên đua. Còn xương cọc yên của Tipster là xương cọc yên carbon, của dòng Jag là dòng nhôm. Hầu như về cấu hình thì dòng Jag sẽ thua hoàn toàn dòng Tipster về khung này, vành, bộ chuyển động và ghi đông cọc yên. Nhưng mà bù lại thì xăm lốp của xe Jag sử dụng xăm lốp, đây là dòng lốp liền xăm, không có xăm ở bên trong. Còn dòng Tipster vẫn là dùng xăm rời, xăm rời. Dòng này cao cấp hơn, nó là dùng lốp liền xăm. Dòng này lốp liền xăm có thể chênh 1 triệu so với dòng bình thường. Đấy là những điểm khác biệt đầu tiên, đó là về khung khác nhau này, vành này, bộ chuyển động cũng như là xăm lốp là những điều khác nhau. Giá thì cũng được bán 47 triệu đồng, nhưng mà chênh lệch nhau về cấu hình. Dòng Jag đa số nó đánh về chất lượng ở bên trong cũng như là đánh về thương hiệu nên giá sẽ đắt hơn dòng Tipster. Dòng Tipster thì ưu đãi cực khủng, tem thì đổi được màu, tem thì đổi được màu thì rất là đẹp. Thì hai chiếc xe này nhìn sơ qua thì các bác thích cái dòng nào thì có thể comment ngay phía dưới video để bên Shopset 88 sẽ đánh giá được mức độ yêu thích của các bác. Nhìn về dòng Tipster thì nó sẽ có độ bóng bẩy, như các bác nhìn ban đầu nó sẽ thích hơn dòng Jag. Còn bên Jag thì nó sẽ có nhìn có độ chiều sâu cũng như độ chất hơn. Con này là 47 triệu 150 nghìn đồng, Jag Goldwell ADV2 2020. Khác nhau hoàn toàn về cấu hình. Cấu hình chiếc Tipster nâng lên là một bậc, mayer cá lổ. Nghe bạch 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 còn mayer của Jag. Đấy, không biết không có tiếng. Nên bác nào có nhu cầu mua dòng xe, hai dòng xe đua cao cấp giá 47 triệu thì nhanh tay alo trực tiếp online bên em 0933 522 186 để đặt hàng hai mẫu xe này. Có truy cập website xe 88.vn để biết thêm thông tin chi tiết về mẫu xe này. Hoặc các bác có thể comment ngay phía dưới video
Các bác yêu thích mẫu xe nào thì comment ở dưới video để bên số tầng 8 có biết thể biết được độ thích của các bác để sẵn để nhập những mẫu xe sau đẹp hơn, giá tốt hơn để phục vụ các bác. Cảm ơn các bác xem video.